có một câu hỏi như thế này về việc mà từ bi với tất cả mọi thứ, ví dụ như là cây cỏ lá rồi người, tất cả mọi người với mình đi, nhưng mà có một cái á, nó sẽ xảy ra khi mà mình ví dụ yêu thương. Cái định nghĩa yêu thương ở đây là như thế nào? Không lẽ là mình khi mà mình cầm cái chén cơm lên, mình yêu thương cây cỏ trong đó, rồi làm sao mình ăn được? Rồi cái thứ hai á, là nếu mà mình yêu thương những cái người ở bên cạnh, rồi một người mình gặp với cả những người thân, mình nghe cũng có vẻ hợp lý á, nhưng mà lỡ một ngày nào đó mà bà hàng xóm hôm qua bà chửi mẹ mình, bà nói là bà vu khống mẹ mình, mình ký tội gì đó hoặc là gì, ủa rồi mình cũng thương họ, rồi mình cũng thương mẹ mình, rồi mình làm sao? Mình không lẽ mình đứng ra mình không có bên vực mẹ mình hoặc là người thân của mình, nếu mà ai đúng như chẳng hạn thì mình cũng phải tìm ra sự thật để mà bên vực chứ. Dạ con cảm ơn. À, cảm ơn anh câu hỏi của bà hai. Mình có thương được chén cơm hay không? Dạ. Mình thương ở đấy á, mình thương được chén cơm hay là mình thương cái cây, có nghĩa là mình cái thương ở đấy mình phải hiểu theo cái nghĩa là trân quý. Mình trân quý khi mình cầm một chén cơm để mình trân quý cái người lao động, cái người nấu cho mình ăn, thậm chí là không có ai nấu cho mình ăn, mình nấu cho mình đi nữa, thì mình trân quý cái công sức mà từ bản thân của mình đã làm để mình có một chén cơm mình ăn, thì cái đó gọi là thương, không? Chứ không phải là mình cầm chén cơm lên mình nói I love you, thì cái đó là không có đúng. Mà mình trân quý, gọi là trân quý. Cái thứ hai, câu hỏi thứ hai là khi người ta có những cái hành động mà gây tổn thương đến với những người thân, người thương của mình, thì mình bênh vực ai? Thưa quý vị, là ở đây mình phải chia ra hai cái phạm trù. Thứ nhất, đó là sống theo cái cách thường tình của thế gian, và thứ hai là sống với cái tâm của một cái vị có phẩm chất tu tập. Nếu mình sống theo cái thường tình của thế gian á, thì người ta đồng với mình sao? Mình chạm. Có cái cô gì hay nói đó, người ta đồng là mình chạm, thì cái đó là nó thường phàm quá, không có gì mà để đáng nói hết trơn á. Nhưng mà đã nói là nếu mà mình muốn sống ở bên trong, hồi xưa giờ, từ xưa từ nào giờ, cha sanh mẹ đẻ ông bà, nhiều đời nhiều kiếp của mình á, cứ sống theo những cái thói quen của thường phàm, cho nên là mình không có vượt thoát ra được cái thân xác phàm phu được, lúc nào cũng sống trong cái sự hơn thua và gì ạ, sống trong những cái lời thị phi, và lúc nào cũng chứng tỏ rằng là mình đúng. Nhưng mà nói là thật ra chúng ta đang sống trong một cái giới hạn rất là thấp của thế gian thôi, cho nên chúng ta mới làm người phàm phu hoài. Quý vị ở trong biết, ở trong cuộc đời Đức Phật thì có một người mà lúc nào cũng đi theo Phật và quấy phá, thậm chí muốn giết Phật nữa, đó là ai? Ai? Đề Bà Đạt Na, đúng không? Nhưng mà quý vị có biết cái cách mà Đức Phật ngài phản ứng như thế nào không? Chưa bao giờ Đức Phật có một cái lời trách móc Đề Bà Đạt Đa, mà thậm chí là Đức Phật còn thò ký, tức là dự đoán trong tương lai á, với những cái tội lỗi mà ông đã làm thì ông vẫn phải chịu cái quả khổ, nhưng mà hết cái quả khổ đó rồi á thì ông sẽ thành Phật. Thưa quý vị, đây là một cái chi tiết phải nói là cái tình thương của Đức Phật vô cùng vĩ đại. Mình thấy được cái chỗ này á, thì mình sẽ tu được rất là hay này. Bây giờ mình bước ra xã hội, nếu một ai đó tát cho mình một tát tai, mình có thể quay lại người ta và nói giống như thầy hoặc là một cái người bên này mà đồng chạm với mình, cái mình nói anh sẽ thành Phật, được không? Có bộ hơi khó, đúng không? Có bộ hơi khó. Vậy thì đó chính là cái chỗ mà mình phải học Phật, cái đó mới là vĩ đại, đúng không? Người ta, ông Đề Bà Đạt Đa, ông 2-3 lần muốn giết Phật, mà Phật còn nói không sao đâu, ông cũng sẽ thành Phật à. Thì như vậy mới gọi là vĩ đại. Mình sống với cái chiều hướng gọi là hướng thượng. Còn nếu mà người ta đụng mà mình chạm thì mình mãi là một kẻ phàm phu. Mình có thể nói là
trong cái pháp hồi của tôi không nhớ ở cái tông phái nào tôi quên rồi, thì trong một cái pháp hồi về Vu Lan của những cái truyền thống Phật giáo tổ sư ở bên Trung Quốc đó, thì có một vị thầy ngồi tụng kinh Vu Lan và khóc. Thì cái sư phụ mới tới hỏi tại sao thầy tụng kinh Vu Lan mà thầy khóc. Nói con tụng kinh Vu Lan xong con cảm thấy con thương cha mẹ con ở nhà quá. Vì sư phụ mới nói con tu gì con kỳ nhỉ. Nói dạ thì con tu đúng mà, thì bây giờ tụng kinh Vu Lan thương cha mẹ ở nhà khóc là đúng không? Sư phụ nói chứ tại sao ông có thương cái cha mẹ của người hàng xóm? Ngày hôm qua bên nhà hàng xóm mình có người chết mà sao ông tuấn thấy ông khóc thôi. Tuấn thấy ông khóc ông tỉnh khoe à. Tại sao ông còn phàm phú đến vậy? Trong khi đó mình tâm thức của một cái vị có tu tập hướng tới một cái hướng tới một có một cái chất thánh ở trong mình, phẩm chất của một cái bậc thánh đó, là ai mình cũng thương hết, dù người đó không phải là thân bằng quyến thuộc của mình, dù người đó có xúc phạm mình đi nữa mà mình phải thương được đó, thì lúc đó mình mới gọi là tu. Còn mình không có thương được thì mình chỉ là gì ạ? Phàm phu tục tử. Cho nên nói đến đây thì cái chỗ này là cái chỗ gì? Khó. Nhưng mà khó thì mình làm được thì mới gọi là thánh chứ, đúng không? Mới gọi là có Phật chất chứ. Chứ còn mà sống theo bình thường thì nó dễ quá rồi. Cho nên chúng ta có gì ạ? Chúng ta có quyền để bảo vệ cho những người thân thương của mình. Nhưng mà cao cả hơn đó là chúng ta có thể tha thứ được cho người khác. Thì như vậy là mình sẽ trở thành một con người hoàn toàn vĩ đại giống như Đức Phật vậy. Cho nên Tông Nguyên khi mà đọc tới cái đoạn của ông Đề Bà Đạt Đá đó, đọc tới cái đoạn Đức Phật thọ ký cho ông Đề Bà Đạt Đá, thì những nước mắt mình chảy ra. Mình thấy trời ơi, sao Đức Phật vĩ đại quá. Ai ra đường mà tát mình một cái chắc mình chịu không nổi đâu, đúng không? Mà Phật còn nói ông sao đó, ông thành Phật ấy. Đó. Cái đó là gọi là gì ạ? Gieo cho Đề Bà Đạt Đá một cái hạt giống, một cái niềm tin rằng ông vẫn sẽ là một người tốt, đúng không? Sau này mình đi ra ngoài đường mình gặp cái người nào không có dễ thương ấy, mình sẽ nói với họ một câu là anh có căn tu lắm. Quý vị nghĩ cái này là nói dối hay nói thật? Nói dối hay nói thật? Nói thật chứ. Căn tu là sao? Căn tu là có cái gốc rễ để mà sửa đổi, gọi là căn tu. Căn là gốc, tu là sửa. Anh có căn tu là anh có khả năng thay đổi bản thân của mình. Vậy thì khi mình quay qua mình nói nhìn anh này vậy đó, nhưng mà anh có căn tu lắm, mình không có hoàn toàn nói dối quý vị. Nhưng mà khi mình nói như vậy rồi á, thì có người ta mà ở trong đời á, ai rồi cũng sẽ có một lần nghĩ lại, đúng không? Ai rồi cũng sẽ có một lần nghĩ lại. Người ta nói trời, con người mình nó phàm phú như vậy, mà hôm bữa đi ra gặp cái chị kia, chị nói mình là người có căn tu, vậy thôi bây giờ mình tu. Vậy là có phải mình đã cứu vớt một con người từ phàm phu mà sẽ trở thành một bậc thánh ở trong tương lai không? Dạ thì như vậy mới gọi là tu chứ. Dạ, ngôn phần. Dạ có quý vị nào chia sẻ gì nữa không? Không cần hỏi quý vị, có thể là chia sẻ cái không khí mình ngồi trong ngày hôm nay như thế nào, mình thấy vấn đề của mình tu tập sao, mình có thể chia sẻ cũng được, chứ không cần phải hỏi đúng không? Thực ra là chúng ta nên chia sẻ cái kinh nghiệm tu học, chứ mình hỏi thì hỏi Google tốt hơn. Google biết hơn nhiều hơn thầy nhỉ. Quý vị không có hỏi gì đâu, có ai chia sẻ, có ai hỏi, có ai phát biểu cảm nghĩ gì không, hay là có ai hát một bài hát gì không để tặng cho mình không? Quý vị không hỏi cũng nên kể cho câu chuyện ha. Dạ. Có nghe không? Dạ. Bây giờ là tới giờ nhiều chuyện. Lắm chuyện, nhiều chuyện mà không có lắm chuyện. À, có một anh chàng này rất là thương một cô gái hàng xóm. Cái này nó đang đi vào nhiều chuyện thật này. Nhưng mà không có đủ can đảm để đi qua nhà hàng xóm, cái người cha mẹ của hàng xóm để mà xin để mà cưới cái cô gái này, là tại vì giá thế không có giống nhau,
không có môn đăng hộ đối. Nhà anh này nghèo, nhà cái cô gái là một nhà khá giả, nhưng mà vì thương cô này quá cho nên anh ta mới đánh liều một ngày đi qua để mà nói với người cha của cô gái là muốn được lấy cô này để làm vợ. Ông này ông cha thì ông nói: ôi tưởng gì chuyện đó dễ mà, tưởng ai đâu xa, chú là người bên cạnh nhà, chú là người tốt bụng dễ thương thì việc lấy con gái của tôi còn chấp nhận thôi. Nhưng mà tôi có một thử thách, nếu mà chú hoàn thành được thử thách thì chú sẽ được lấy con gái của tôi. Thử thách đó là gì? Rất là đơn giản. Đó là bây giờ nhà tôi có 3 con bò, và tôi thả, khi mà tôi thả con bò nào ra đó, mà chú bắt được cái đuôi con bò, chụp được cái đuôi con bò, thì chú sẽ được lấy con gái của tôi. Anh này thấy chuyện này quá đơn giản. Nhà anh nghèo nhưng mà anh có sở năng, anh có cái sở trường là chăn bò mà, thành ra việc cầm cái đuôi con bò với anh ta là không có gì khó khăn. Thì cái người chủ, cái ông này mới thả con bò đầu tiên ra, thì anh này rất là bất ngờ là con bò đầu tiên nó có sừng rất là nhọn, nó rất là hung dữ, nó chạy ra một cách rất là khủng khiếp, và anh này né và anh ta không có thể bắt kịp được. Nhưng mà anh ta vẫn còn gì ạ? Hai cơ hội. Và anh nghĩ không sao, mình còn hai cơ hội mà. Tiếp tục cái ông đóng thả một con bò ra, và lần này con bò này không chỉ bình thường mà nó còn kinh khủng hơn con bò trước nữa. Người chủ mới tới đùng cái chuồng thôi là nó đã húc cái cửa nó bay ra rồi, là anh lại bay chạy bán màng không thấy trở lại không. Thì một hồi lâu mới thấy anh ta quay lại, tại vì quyết tâm vẫn là để làm sao lấy được cái cô gái mà mình thương. Thì cuối cùng anh ta quay lại, và cái người này, cái ông đó mới mở ra một con bò cuối cùng. Và quý vị biết không, khi mà mở con bò cuối cùng ra, anh ta vô cùng hạnh phúc. Anh ta nghĩ là hóa ra hồi nào giờ cái ông này ông đã để ý mình, và ông cũng ngầm giúp cho mình là sẽ tiến tới với con gái của ông, cho nên ông đưa ra cái thử thách này. Và bây giờ đã là cơ hội rồi, con bò mà thứ ba mà ông thả ra đó là nó vô cùng ốm yếu, nó đi không có nổi, thì đây rồi còn gì nữa đúng không. Anh ta tiến tới con bò và rất tiếc con bò đó không có cái đuôi nào. Cho nên chúng ta ở đây cũng vậy, mình có nhiều cơ hội lắm, và chúng ta cũng nghĩ là mình sẽ chờ tới một lần nữa, một dịp nào đó để mình hỏi, để mình chia sẻ. Nhưng mà gọi là phước bất trùng lai, hòa vô đơn chí, không phải lúc nào mình cũng có đủ phước duyên để mình gặp nhau lần thứ hai đó, quý vị. Dạ, không phải. Cái đó gọi là nhiều chuyện đúng không? Dạ, rồi hỏi, nói xong rồi quý vị, không có ai hỏi gì luôn không? Thôi mình ngủ theo ha, mình nghĩ ha. À rồi, sẽ mời anh đưa cái microphone cho anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, kính thưa quý vị, chúng con thì con đứng đây là con không có câu hỏi, con được chia sẻ cảm xúc của con, và con cũng đại diện cho tất cả đại chúng để cảm niệm và tri ân công đức của đại đức giảng sư đã chia sẻ với chúng con một thời pháp thoại, khiến cho chúng con nhận ra rất nhiều điều. Và cũng đặc biệt là nhờ có cái câu hỏi của cái bạn mới xong, nó cũng giống cái trường hợp của con. Rồi bạn nói bây giờ bạn ấy với cái bà mẹ bạn ấy với bà hàng xóm mà chửi nhau, thế giờ bạn ấy phải làm gì? Thì bây giờ có câu trả lời là bạn ấy sẽ đứng ra và nói với bà đó là bà sẽ thành Phật. Thế bây giờ đấy là đáp án. Để con nghĩ là từ sau thì mỗi khi có ai chửi mẹ mình thì mình sẽ nói là họ sẽ thành Phật đó. Nhưng mà con nghĩ là nhờ cái điều đó mà mẹ con và con lắng nghe được cái chửi đó, rồi cũng nhờ vào cái lời chỉ dạy của thầy thì chúng con cũng được giác ngộ ra rất nhiều. Ngày hôm nay chúng con rất là hạnh phúc vì con biết là suốt từ chiều tới giờ thầy đã có tới hai bài pháp thoại rất là dài, kéo dài tới 2 tiếng lận. Rồi buổi tối ngày hôm nay thầy lại trở về với chúng con từ rất là sớm. Ở đâu chúng con đi nghe pháp cũng đến trước
trừ từ rất là lâu để đợi giảng sư tới, mà chúng con thấy thầy tới 2 tiếng sau các Phật tử mới tới. Bây giờ thầy rất là hân hoan, rất là hạnh phúc, vẫn hoan hỉ, vẫn vào ngồi với chúng con, vẫn chia sẻ tất cả những câu chuyện mà chúng con được nghe, và thầy mang đến cho chúng con một cái năng lượng bình an, hạnh phúc. Và sau khi mà thấy thầy đi nước ngoài bao nhiêu năm trở về với chúng con và với tất cả các quý vị Phật tử, thầy vẫn có một cái phong thái mộc mạc, giản dị, và đặc biệt là thầy nói tiếng Việt với chúng con rất nhiều. Chứ rồi có mấy vị giảng sư rồi mới đi nước ngoài 3 tháng về giảng cho chúng con 45 phút, mất 30 phút nói tiếng Anh, rồi chúng con nghe không hiểu gì. Thế giờ cho nên là chúng con thấy là cái sự thân thương mộc mạc gần gũi khi thầy đến với tình viện pháp hạnh của chúng con rất lớn. Bây giờ thì tất cả chúng con cũng xin đồng chắp tay cung kính hướng về Phật đài, hướng về trên thượng tòa trụ trì và đại đức giảng sư, để nhất tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ trên quý thầy được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, quý thầy mãi là bóng cây đại thọ để che mát cho hàng hậu học chúng con trên bước đường tu tập. Thành tâm để cầu chúc thầy được nhiều sức khỏe. Và cuối cùng thì chắc chúng con có một cái tâm nguyện lớn nhất đến giờ phút này là muốn xin được thỉnh đại đức hát tặng cho chúng con một bài đặc biệt. Tại vì con thấy hôm nay khóa tu tuổi trẻ tu tới 10.000 em mà cũng chưa có được nghe thầy hát tặng. Thế mà bây giờ chúng con ở đây có hẳn 10.000 mất 3 số 0. Thì chúng con cũng xin cầu thỉnh thầy cho chúng con một cái năng lượng bình an, hạnh phúc. Con cảm ơn thầy, cảm ơn đại chúng. Cái này gọi là khô máu. Dạ. Cái dở nhất của Tâm Nguyên đó là không có vẽ được này, không có hát được này, không có đàn được. Cái gì mà nó có cái chữ nghệ thuật ở trong đó là mình rất là kém, và thực sự là như vậy. Dạ. Nhưng mà hát thì thôi, bây giờ mình hát một mình hát dở thì mình hát nhiều người đúng không? Thì như vậy thì ai cũng hát hết trơn, ai cũng có niềm vui hết. Hồi nãy mình nói là mình có điểm chung với nhau mà không có ai chơi riêng hết trơn đúng không? Dạ, bây giờ mình sẽ hát cái bài chúng, đó là hát bài Niềm An Vui thầy ha. Thầy con mời thầy hát với bài chúng. Dạ. Dạ. Quý vị hát cùng ha, chúng mình không có thù, thành ra quý vị phải hỗ trợ. Dạ. 2, 3. Anh này có ai cầm biết nữa không? Có ai thuộc nữa không? Niềm An Vui. Dạ. Không, mình hát chung anh. Dạ. Chúng thuộc các bạn. Dạ, dạ, 2, 3. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đàm dưa cà. Giản đơn thôi người đánh bánh, khổ năm đi tìm hình bóng đâu xa. Khổ năm đi tìm hình bóng đâu xa. Phần quanh ta ở đời ta là khi uống ăn nhờ niềm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái thấy như là Phật đến trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Người ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao gian giao bữa tháng, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Dạ, quý vị hát rất là hay, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thưa đại chúng, thưa thầy, hồi nãy những điều thầy cái thông định nói thì anh ấy đã nói hết rồi, các bạn thay thế đại chúng. Và kính thưa đại chúng, là thầy Tâm Nguyên là một vị huynh đệ với thầy, sống chung trong một nhà máy chùa Hồng Pháp cách đây khoảng hơn chục năm về trước. Và bây giờ thì rất hạnh phúc khi được thầy chủ trì hạnh phúc đến chùa thầy, các bạn. Thì thầy biết rằng hồi nãy anh đã nói, tức là thầy mới về ngày hôm qua thôi, hôm nay thầy giảng tại Hồng Pháp, thì tối nay là giảng tại chùa chúng ta, thì đó một cái năng lượng gọi là
nhiệt huyết của thầy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho thầy cho được sức khỏe, thân khỏe tâm an, mọi việc trong cuộc sống, trong Phật sự đều được hanh thông. Và một lần nữa kính xin cảm ơn thầy và vị sư đệ yêu quý của Dân Thông. Bây giờ kính mời để chúng đồng ý lên để chúng ta hồi hướng.